Hello anh em và chào mừng người quay trở lại với channel của chị Z. Mình được thu nhận hai trang bị. Trong rat đi. Đồ này chắc đánh AD anh em ơi. Cung mình thú gì đấy chăng? Thương em ơi, trông hòa tướng ấy cũng khá là khỏe, cho rát ngon tròn. Shall I compare thee to a summer's day? Anh em. Ui, flow kia xin đôi. Noma này còn lâu ngon hơn nhỉ? Master of the secret martial art. Ra mày đi. Lúc này view bắn khá là tín. Ok. Có thương mình chắc mình sẽ lại đổi sang đánh phản ám nhé. Nếu mà có thêm đồ mana. Shall I compare thee to a summer's day? Càng phết ta. Mà lâu này ulti đẹp, nếu mà ulti được. Ok anh em ơi. Rát cũng gánh trận này. Game just one night. Battle is life. Hay phết nhỉ, những con floor được đấy nó sẽ ulti cận hai được. Ulti kiểu cả hai từ hai hướng chéo chéo được đấy. Thú vị phết. What is my target? The thrill of battle. The thrill of battle. Nó cho hai con lau nhỉ. Hai con floor ngon hơn. Các con lau mình khá thổi khá là ok nhé. Đừng có thương hay căng. Chắc.
Chắc mày lau thử đèn này. Mà lau được thổi thôi anh em. Nhưng phải có bán thần một chút. Chuyện đây là cho con rat đi. Trong lúc chưa có bán thần mình cho con rat cũng trông tín hơn. Cần này nhưng mà Master of the khó nhỉ. Lắp cũng mạnh đi. Khó nghĩ quá anh. Tại là mình có một cái truy hồn rồi, chẳng lẽ cầm hai truy hồn thì hơi nhiều truy hồn đúng không? À, lau hai cho con này cho lau nhé. Người ta bổ mệnh đánh cho yên tâm. Tầm mày chuyển sang đánh thú vẫn ok chứ nhỉ? Quen đánh thú vẫn ok. Ném giữa nhỉ? Ném giữa đẹp không? Ừ, ném giữa cũng khá đẹp anh em ơi. Ném giữa cũng đẹp. Ngắm kiếm tu len anh em này. Ui lòng tuy đẹp hết. Tầm này khỏe quá rồi em ơi. Ai cũng không đồng. Như hơi nhiều bạn anh trợ thủ hay sao ấy. Trận này hơi không đánh voi mấy. Nhiều trợ thủ. Đồ thì hơi xấu. Rồng tầm này cho con rồng vào ok. Sẽ ra tiếp này. This is the source of all powers. Đồ trước mana nhiều thì mình sẽ hơi ưu tiên đánh trợ thủ hơn, nhưng mà bán thần thì cân nhắc được nhỉ? Hay đánh bán thần voi thì kẹp voi cũng khá ngon.
phân vân anh em ơi. Một floor chắc bỏ. Trên một floor. Thế mana em ơi. Mana không? Wow, CP2 sớm nhỉ? Đang bán voi rồi anh em ơi. Bốn voi khả năng hơi thừa mất rồi. Thương bắt đáy bên kia. Lau thì đẹp lắm này. Hai ulti tì. Khó nhở, nó Sephira 2 sớm quá. Trận này bị dễ mình. Khổ thật đấy, trận này mình chuỗi thua nhá mà có cả truy hồn, cả giáp hộ mệnh các thứ. À chuỗi thắng nhá. À, truy hồn giáp hộ mệnh các thứ. Là mấy bạn chuỗi thua đánh kiểu gì? Đang là xong rồi em ơi. Kháng cáp trận này mình đánh trợ thủ rồi. Bỏ voi đi, quyết tâm bỏ voi đi. 16 lên luôn giữ chữ thắng được nhỉ. Cũng không vội lắm. Tầm này có bán thần với cả quả ấy, thủ đang ngon. Thương bắt đáy bên kia. Thương bắt đáy bên kia. Đừng qua thằng đây. Nào ulti đẹp này. Khỏe quá anh em. Khỏe quá. Để truy hồn cho con kia nhé. Nghĩa lâu khả năng muốn đánh vẫn ok. Khả năng rồng gánh hơn rồi anh em ơi. Đổi truy hồn sang cho con kia thôi. Bắt 9 luôn nhỉ. Rồng 2 nắc còn 9 con nhưng mà phát chín anh em, không vội đâu. Phát chín thì mình lấy thêm một con hắc ám nữa, xong rồi tìm đi rắc. Xong rồi bán thần này phải đi, nhưng mà bán thần này thì mà đi là hơi hết hết đam anh em ơi. Và có thêm một tí đam kiếm từ đâu đó nữa. Kiếm thêm đam từ đâu đó nữa. Mày này lấy một con để kích hệ thôi nhé. Đấy, bộ con nắc mà hết nhanh lắm em. Cho con Sephira là tanh cũng được, sắp một mệnh cho bên kia. Thương bắt đáy bên này, teo bắn thẳng à. Đảo góc một tí đi. Teo bắn thẳng góc này hơi dành con teo đấy em.
lên trên một chút. Sao không? Chào bên kia chắc nhiều đam phết. Ê đừng đừng thua đừng thua. Ui đen thế nó hồi tí máu ạ. Giết kịp. Đen đủ. Tiếc hết. Bây giờ đã hơi nhiều thương mình vẫn chưa căm được hết rồi. Căm được hết từng đấy bạn nữa. Nhiều bạn quá, không căn được hết. Chúng ta bên kia này. Bắt con rồng này đi. Bắt mình con rồng bạn kia bạn một chút nhá. Bắt con Yon này, bắt hai con Yon luôn này. Xong này. Bạn hiếu quá. Em ơi, nhưng mà trận trước tiếc quá nhỉ. Tí là giữ trăm máu được rồi. Đen đấy. Hôm sau mình lên nhé. Hôm sau mình sẽ lên. Ừ, góc này con floor vào đây xuống xin nó yon luôn đẹp luôn. Ừ, nét. Món cát xuống đáy cũng hơi rén. Cát xuống đáy. Cát xuống đáy bên này. Oh, bác ở bên kia. Cây này đây, định mình chờ gặp bạn này anh em ơi. Nó có bạn này nhiều đam đấy. Cố gắng counter nhà vào này rồi mà không giết được con rồng ở đây em. Né cái đam kìa. Không sống nổi. Sephira trợ thủ. Hồi máu. Ok trên thêm. Chúng nó hòa à thôi. Giết thắng ấy. Bây giờ có ám em. Ráp mình tạm lại. Cót ở đây đi, không cần ma cót này thực sự gây đam lắm. Đấy dính cái thương thôi. Bắt được hai góc này. Con cát xuống đây nhưng mà mình sẽ có truy hồn nhé. Cái này cố gắng lên một con gì 3 sao nhé em nhé. Cố gắng thôi, chứ cũng không biết làm được không. Con này chắc mình sẽ bán đi rồi thì đỡ mình thay một con khác thôi. Bán thần mình cũng sắp sắp thay thôi. Bỏ bán thần thôi. Nakot 3, 5 con Nakot nữa. Sephira 3. Sephira 3 chắc hơi khó. Đi mất nửa này. Bây giờ đồ mình hơi xấu, mình cần thêm một ngọc đại. Thêm khá nhiều đồ đấy. Giữ bán thần lại hay giữ bán thần pháp sư nhỉ? Nếu mà đủ đồ mình khi mình xoay ra đánh pháp sư không? Pháp sư hấp ám. Giữ 6 pháp sư không đánh khả ám nhỉ? Đó là lúc phải tính nhá. Hai con mình cần.
Tier 3 hơi khó. Lưu này. Hên. Hên giờ này Hên giờ này cũng hơi cần. Shall I compare thee to a summer's day? Tướng chưa thay kịp đồ anh. Bán thần. Đang bán thần trận này sẽ không chơi. Thế sẽ có 3 đối thủ. Này cho con này. Chắc thế này thôi. Có đồ cho thên này. Cái này nhằm thuẫn này sẽ đi sang con phần lo. 3 đồ cho thên. Ok kìa. Rồng 3 được anh mới. Hay là lấy con rồng 3 nhỉ. Bán thần chắc đi rồi nhá. Không chơi bán thần nữa. Đây này rồi. Cát. Đây ô mẹ. Không kịp lấy. Con cát xuống đáy bên kia cho mình. Rồng tuổi đẹp quá này. Con cát nhảy một phát ngon, lấy cái giáp không vậy mà cũng không giết được mấy bạn này. Con cát mình có sách thánh chơi quá nhỉ. Na cót cũng dễ lên 3, gì lên 3 cũng được. Con rồng 3, con na cót 3, trận này chắc thắng được đâu anh em. Đồ hơi lỏng tí, chơi cẩn thận đi. Em mình chưa có đủ hạng ám nhỉ, mình đang thiếu con ôm me mình quên lấy. Này đi. Phương sẽ ném tặng cho con đấy luôn. Đồ thủ thì chắc là ném cho con Sephira thủ đi. Em cho con cát đi. Giờ không biết cho ai. Thằng này lấy thêm Omen, lấy cái cuồng chiến phát anh em ơi. Tôi bắt được mấy cái kia. Trong con này thủ tín hơn này em. Thêm bổ một phát này. Bổ hơi xấu nhở. Khó rồi anh em ơi. Khó ở Nam Cường. Một trận thắng thì chắc mình sẽ đánh một trận lấy con rồng 3 và nắc 3 gì đấy. Chuyện này khó lắm. Thêm 3 thì hơi khó nữa. Khó đấy. Justice reigns supreme. Justice free. Giết con cát này nhỉ? À đây được rồi này, đánh thường 2 phát là chết. Khó. Khó quá, có sách thánh em ơi. Rồng 3 cũng xa vời. Mơ xa vời. Thôi. Cho thêm thùng đáy nhỉ. Thêm thùng đáy chung cho nó đỡ bị ăn choáng em ơi.
lên xuống đáy đi. Nát thủng cổ này mình sẽ đem cho con Sephira nhé. Con teo mình bị bắn vào Sephira khá là nhiều. Con cát lên xuống đáy này. Một cát mình thì phải ở lại để chơi con cát bên kia. Không, con cát kia nó sẽ càn hết cả cái hàng ngang của mình anh em. Alice đứng đây thì nó ung ti câm lặng con cát rồi. Nói chung cũng khá khó. Anh hai rồng nhỉ? Hai rồng không để làm gì. Hai vị trí mình sẽ cho cái này sang cho con rồng. Con rồng bắt đầu kia được rồi. Con ngọc đại. Choi. Có Choi thì mình sẽ cho con Thên ở lại được. Thế thì tại thương này đem cho con còn tiếp cho Thên đi và sách thánh cho Von Cát, đúng rồi, thánh cho Von Cát. Cái thuẫn này sẽ cho con Narcot đi, dù nó chém thưởng các thứ. Von Cát à, Von Cát muốn cầm Choi không? Von Cát cầm Choi, Thên cầm thương xuống đáy đi. Von Cát cầm Choi, Thên cầm thương xuống đáy. Chơi thử thế này đi. Ô, Von Cát ở lại kìa. Không sao, sao, sao. Góc này mình thổi rồng vẫn đẹp này. Von Cát ở lại, Ma Lốc xuống đáy này. Ma Lốc này không được nhảy này. Thêm một bên kia được đấy này. Thêm hai bổ này, ok ơi anh em ơi. Ok đấy. Ok. Bên xui, nó vẫn chơi được. Nó vẫn chơi được. Đi rắc đi. Mình có thể để Von Cát ở lại nhé. Mình sẽ để họ đạp Von Cát lên đầu bên kia. Con Ma Lốc này mình nghĩ là chơi nó sẽ chơi chiêu chiêu và nó sẽ chết từ từ thôi. Rồng mình phải đảo ở giữa nhé, bởi vì rồng đây rồi. Thế thì đồ mới mana này sẽ cho con Na Cờ Rốt à. Rồi nghĩ không ulti gì đâu anh em ơi. Cho Sephira cũng được. Thế đồ khiên này sẽ cho Na Cót. Và đấy cho Sephira mình sẽ hồi máu cho team đi. Giấc mơ rồng ba trông vẫn xa vời lắm. Ok, đồ này cho con Sephira nhé. 987 rồng cái thổi góc chéo này ngon hơn. Con cát đứng ở lại đây này. Iraq, ok. Chiêu vậy thôi. Ma Lốc 3 cái căng nha. Ui, Sephira kịp hồi máu vậy. Ê, mình cho nó hai đồ rồi đấy. Con này có Choi không? Von Cát này là Ma Lốc này có Choi không? Không có Choi thì mặn thú không? Nếu mà không có Choi nhé, mình sẽ để con Von Cát mình vào giữa anh em ơi. Xong Von Cát mình sẽ ulti trước. Giờ đang bạn lại không chịu được nhiệt rồi. Cát mình sẽ tanh góc đấy, sẽ tanh góc đầu đồ bên kia. Na Cót ulti được phát nào không? Không được phát nào. Jesse. Nó dòng 3 nhỉ? Main 2 mà bạn ấy còn một máu thì thôi lên luôn. Rồng 3 chắc phải để không khác anh em ạ. Con cát đây, con cát mình đứng giữa nó sẽ cân được hai góc đấy, con teo xuống đáy. Teo xuống đáy nhưng mà góc rồng mình sẽ thổi được hai con này này. Teo xuống đáy thì khả năng mình sẽ con cát xuống đáy à. Con cát xuống đáy thì hơi rén. À con này xuống đáy thì không sao. Ok. Con cát xuống đáy thì hơi rén thôi chứ. Con cát hai bên kia. Sao? Con cát mình sẽ nhảy được con Ma Lốc này. Chờ bắn Ma Lốc. Ui, Ma Lốc có Choi rồi anh em ơi. Ôi, mới mọc thêm cái Choi ở đâu ra ấy. Mới ấy anh em ơi. Choi này hơi mới đấy. Con cát mình cũng nhảy được. Sao lại một máu thì khả năng hòa cờ là cũng ok này. Nhảy được này. Hòa cờ này. Và đến con anh tí anh có thêm cái Choi con Ma Lốc trộm hơi sợ. Lần thôi vậy thôi. Thế thôi anh em ơi, phim mình đến đây kết thúc rồi. Nếu anh thích clip trên thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Kinh ở gặp Tao 3, Ma Lốc 3. Rèn đấy. Bye anh em.